là có cái ân đức mà cao quý nhất, đó là tam tam bảo, là Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Ba ngôi này là những cái bậc mà có cái ân đức cao cao thượng. Nhưng mà cái bậc đáng cúng dường thứ hai là ai nè? Là những cái bậc có cái ân nghĩa cao thượng. Hiểu cái từ ân nghĩa cao thượng không? Là cái người mà có cái ân nghĩa cao quý nhất đối với mình, cao thượng nhất đối với mình, đó là cha cha mẹ. Cho nên cha mẹ là cái bậc đáng cúng dường. Ngó lên trời thấy cặp cu đang đá, ngó ra ngoài biển thấy cặp cá đang đua, đi về lập miếu thờ vua, lập trang thờ mẹ mà lập chùa thờ cha. Đó. Cho nên đó là cha mẹ được xứng danh với cái hàng mà chúng ta cần phải lễ bái cúng dường. Vì vậy công ơn của cha mẹ như trời biển vậy đó. Phận làm con chúng ta phải biết ơn và báo ân. Thì hôm nay chúng tôi xin phép mượn cái bài thơ Tình Mẹ để làm cái nội dung chia sẻ với các em trong buổi tối hôm nay, và mong là các em chúng ta chú tâm lắng nghe trọn vẹn cái bài giảng này để chúng ta mới biết được tình mẹ nó to lớn như thế nào. Dù con đếm được các sông nhưng không đếm được tấm lòng mẹ yêu. Dù con đo được sớm chiều nhưng không đo được tình yêu mẹ hiền. Dù con đi hết trăm miền nhưng tình của mẹ vẫn liền núi non. Dù con cản được sóng cồn nhưng không ngăn được tình thương mẹ dành. Dù con đến tận trời xanh nhưng không đến được tâm hành mẹ đi. Dù con bất hiếu một khi nhưng tình mẹ vẫn thầm thì bên con. Dù cho con đã lớn khôn nhưng tình mẹ vẫn vuông tròn trước sau. Ôi tình mẹ tở trăng sao, như hoa hồng thắm một màu thủy chung. Tình của mẹ lớn khôn cùng, bao dung vạn loại, dung thông đất trời. Ôi tình mẹ đẹp tuyệt vời, làm con hiếu thảo trọn đời khắc ghi. Hôm nay chúng tôi cố gắng nhớ trọn vẹn cái bài thơ này để lên làm món quà cũng như chủ đề để tặng cho các em. Tình mẹ. Từng câu một chúng ta nghe nè. Dù con đếm được cát sông nhưng không đếm được tấm lòng mẹ yêu. Các con ở đây biết cát sông nó nhiều cỡ nào không? Vô số. Có ai đếm được cát, số cát của con sông như thế bao nhiêu không? Không. Có ra con sông chưa? Có thấy con sông chưa? Cát nhiều không? Mình có đếm được không? Nhưng mà người ta ví, dù cho các con có đếm được cát sông nhưng không đếm được cái tấm lòng mẹ yêu mình. Tức là cái tình yêu của mẹ yêu mình nó còn nhiều hơn cát sông, đúng không nè? Dù con đếm được cát sông nhưng không đếm được tấm lòng mẹ yêu, là cái tình yêu này nó lớn dữ lắm, nó bao la dữ lắm, nó nhiều hơn số cả các sông. Dù con đo được sớm chiều nhưng không đo được tình yêu mẹ hiền. Mình có thể đo được thời gian không gian rộng lớn như thế nào, nhưng không có tài nào mình đo được cái tình yêu của mẹ hiền đối với mình. Dù con đi hết trăm miền nhưng tình của mẹ vẫn liền núi non. Các con hiểu câu này không? Mình đi đâu ở đâu thì tình mẹ của mình ở đó. Thí dụ các con ở đây mà lên Sài Gòn học thì tự nhiên cái tình của mẹ đến Sài Gòn. Các con mà có ra nước ngoài du học, thí dụ như sang Singapore hay là Úc hay là Mỹ hay là Canada, vân vân, chỗ nào mà người con ở và du học thì cái tình mẹ ở đó. Nó lạ như vậy. Dù con đi hết trăm miền nhưng tình của mẹ vẫn liền núi non, không cản được. Là cái tâm tư, nguyện vọng, ý nghĩ của cha mẹ đều nghĩ về cái nơi mà con mình ở. Cho nên mới có câu là dù con đi hết trăm miền nhưng tình của mẹ vẫn liền núi non. Dù con cản được sóng cồn nhưng không ngăn được tình thương mẹ dành. Cho dù mình có cản được những cái cơn sóng biển lớn nhưng mà mình có không thể nào mình ngăn được cái tình thương của người mẹ dành cho mình được. Điều này các con có thể tin thầy đi.
Vì không tin thì tối nay cứ đi về gặp mẹ và nói rằng: mẹ ơi, mẹ đừng thương con nữa, được không? Được không? Cha mẹ nó không được con ơi. Cho dù con thế nào đi nữa, cha mẹ vẫn thương. Thương con, người mẹ thà liều chết để bảo vệ con. Cho nên mình có thể cản được những cơn sóng ba đào hay sóng lớn cỡ nào, nhưng mà mình không ngăn được cái tình thương mẹ dành cho mình. Vì vậy mà cái tình thương này to lớn dữ lắm. Thầy muốn các con phải hiểu được mình có thể cản được cái thứ gì, nhưng mà không thể nào cản được cái tình thương của người mẹ dành cho mình. Không có cái gì mà cản được. Đối với người mẹ mà thương con thì không có gì là cản được. Dù con đi hết trăm miền nhưng tình của mẹ vẫn liền núi non. Dù con cản được sóng cồn nhưng không ngăn được tình thương mẹ dành. Dù con đến tận trời xanh nhưng không đến được tâm hành mẹ đi. Hiểu câu này không? Trời xanh mình có thể lên đến đó được, nhưng mà cái tâm hành là cái tiến trình tâm của người mẹ, đi đâu mình không bao giờ mình đến được. Nó rộng lớn và bao la dữ lắm đối với người con. Vì vậy chúng tôi hay nói một câu rằng là chỉ có cha mẹ mới thương con vô điều kiện. Còn ở ngoài kia người ta thương con có điều kiện. Tụi con hiểu câu này không? Cha mẹ thương con là bất chấp đó, dùng cái từ gì đó, không có điều kiện gì hết. Còn ở ngoài đời, ở ngoài kia đó, người ta thương con phải có điều kiện người ta mới thương. Thứ nhất là gì? Phải đẹp, dễ thương người ta mới thương. Còn nếu không đẹp, không thương thì phải giỏi, phải giàu người ta mới thương. Còn bằng không, không ai thương mình hết. Nhưng mà cha mẹ thì thương con không có điều kiện đó nghe. Con nghèo thì cha mẹ càng thương nhiều, mà con xấu thì cha mẹ càng thương hơn nữa. Không tin á, các con về nhà coi anh em mình đứa nào càng xấu thì cha mẹ lại càng thương, là bởi vì nghĩ đứa con này nó thiệt thòi hơn những đứa khác. Hiểu ý này không nè? Sao ngồi im ru vậy, không hiểu vậy hả? Hiểu không? Hiểu cho rằng vỗ tay đi. Tức là ý của thầy muốn chuyển tải đến một cái thông điệp rằng là cha mẹ đã ngược lại những cái tình thương ở bên ngoài. Con càng xấu bao nhiêu thì cha mẹ càng thương nhiều bấy nhiêu. Con cái mà có nghèo bao nhiêu thì cha mẹ lại thương nhiều hơn những đứa giàu. Vân vân và vân vân. Những đứa nào mà, người con nào mà thiệt thòi nhất thì cha mẹ lại thương nhiều hơn. Cho nên dù con đi hết trăm miền nhưng tình của mẹ vẫn liền núi non. Dù con cản được sóng cồn nhưng không ngăn được tình thương mẹ dành. Dù con đến tận trời xanh nhưng không đến được tâm hành mẹ đi. Câu này mới hay nè các con. Dù con bất hiếu một khi nhưng tình mẹ vẫn thầm thì bên con. Hiểu cái từ bất hiếu không? Là sao? Cãi cha, cãi mẹ, làm cho cha mẹ buồn là bất hiếu đó. Mà mình lại hay cãi cha cãi mẹ lắm. Không biết từ đâu mà có cái tính là hãy cha mẹ dạy điều hay thì bảo là lắm lời. Bước chân ra đời thì ngớ ngang ngớ ngẩn. Cha mẹ nói một lời cãi một lời. Mấy người con như vậy mà vào chùa quy y sẽ đặt cho cái pháp danh là gì biết không? Thích cãi thầy. Hiểu không? Là hay cãi. Ở ngoài người ta có một câu rất hay là mật ngọt thì chết ruồi, đúng không nè? Tức là con ong chết vì mật ngọt, phải không nè? Người đàn bà chết vì người đàn ông khéo, mà người đàn ông chết vì người đàn bà đẹp, nhưng mà cha mẹ chết vì con bất hiếu đó. Hiểu cái từ này không? Mà họ so sánh như vậy đó. Ruồi chết vì mật ngọt. Vì mật ngọt mà con ruồi nó dễ chết lắm. Người đàn ông chết vì người đàn bà đẹp là cái điều đó các con biết rồi. Mà người đàn bà chết vì người đàn ông khéo là mình cũng biết rồi. Nhưng mà tại sao cha mẹ chết vì con bất hiếu? Tức quá mà chết. Cho nên người xưa ta dạy câu là cung kính bất như phụng, phụng mệnh. Hiểu câu này không? Kính cha kính mẹ không bằng dâng lời. Ngày hôm nay các con nghe cái bài này rồi, về thì cha mẹ dạy gì thì nên nghe cái đó, không được phép cãi.
Cho dù là mình thấy cái điều mà cha mẹ dạy nó không có phù hợp với cái lứa tuổi của mình, nó không phù hợp với cái tuổi tác, mình nghĩ là thế hệ của mình, thế hệ trẻ bây giờ nó nghĩ khác người xưa, nhưng mà chúng ta cũng phải dâng lời, vì cha mẹ dạy mình xuất phát từ tấm lòng là gì? Thương mình, thương mình. Lời dạy nhắc nhở chân thật nhất, chân thành nhất, đó là lời dạy của cha mẹ đối với mình. Còn tất cả những cái lời dạy khác đều có điều kiện hết. Cho nên chúng tôi hay, thầy hay nói một câu rằng là trên thế gian này không có cái tình nào bằng tình mẹ. Các con đọc theo câu này để mà nhớ nha. Trên thế gian này không có cái tình nào bằng tình mẹ. Thuộc chưa? Hai ba lặp lại. Trên thế gian này, hai ba, trên thế gian này không có cái tình nào bằng tình mẹ. Quá giỏi, vỗ tay chúc mừng mình đi. Vì sao biết không? Vì tình nào rồi cũng phai mờ trong tim ta, trong ký ức ta. Nhưng tình mẹ thì không thể nào phai mờ được. Một nhà văn đã làm sống dậy cái thứ tình cảm ấy trong ta một cách vô cùng ý nhị như sau: ta còn có mẹ, mẹ hát đưa ta, tiếng hát xa xưa buồn quá đỗi, nhà ai giả gạo trưa hè, câu hát ngày xưa chín vàng chín đỏ, 30 tuổi đầu lăn lóc đông đưa, 30 tuổi đầu mẹ còn coi nhỏ, đưa cho con từng trái bắp củ khoai, ngày đó ta về mẹ còn vuốt tóc, người biết không ta khóc tự trong lòng. Chúng ta nghĩ đi, trên thế gian này không có cái tình nào bằng tình mẹ hết. Vì cái tình này nó có trong ta từ thuở tượng hình, đến với ta qua hơi ấm thịt da, qua bàn tay trìu mến, qua dòng sữa bổ dưỡng và qua giọng hát ngọt ngào. Ngồi nhìn trẻ thơ bập bẹ đôi môi kêu tiếng mẹ mà sung sướng cả trong lòng. Con thấy có cái thứ tình cảm nào mà nó bắt đầu sớm như tình mẹ hay không? Và nó thiêng liêng cao cả như tình mẹ hay không? Khi mình, thậm chí tình bạn, khi mình lớn lên mình đi học thì mới có bạn bè. Tình yêu là mình trưởng thành rồi mình mới có người yêu. Rồi mới mốt mình có gia đình mới có tình vợ chồng, vân vân và vân vân. Tất cả các thứ tình trên thế gian này không có cái tình nào mà nó xuất phát sớm như tình mẹ. Điều này cũng con có thể hiểu qua hình ảnh. Khi người mẹ biết mình có mang con ở trong bụng, cho dù lúc đó con chỉ là cái hạt dầu nhỏ trên cái đầu đũa thôi, hình hài chưa có, thì lúc đó là đã có tình mẹ rồi đó các con. Mẹ bắt đầu đã ươm cái thứ tình thương thiêng liêng đó trong bụng rồi. Và thương dần dần dần, đến 9 tháng 10 ngày sanh con ra thì càng thương hơn nữa. Cho nên cái câu mà các con vừa học vừa rồi rất là đáng nhớ trong cuộc đời này. Các con đọc theo nghe. Trên thế gian này không có cái tình nào bằng tình mẹ. 2, 3. Không có cái bằng nào bằng cái bằng lòng. Không có cái biết nào bằng cái biết đủ. Không có cái vui nào bằng vui pháp. Và cuối cùng không có cái buồn nào bằng buồn ngủ. Thuộc chưa? Đọc lại lần nữa nghe. Cái này nó dính dáng tới cái mẹ, người mẹ đó, cho nên mình phải đọc. Không có cái tình nào bằng tình mẹ. Không có cái bằng nào bằng cái bằng lòng. Không có cái biết nào bằng biết đủ. Không có cái vui nào bằng vui pháp.
Không có cái buồn nào bằng buồn ngủ. Không có cái buồn nào bằng buồn ngủ. Hôm nay đến đây học năm cái này mang về nha. Cái thứ nhất là không có cái tình nào bằng tình mẹ, các con hiểu rồi đúng không? Vì cái tình này nó có trong ta rất là sớm và rất là thiêng liêng và cao cả, cao quý lắm. Cái tình này nó có trong từng xớ thịt của chúng ta, trong từng mạch máu, trong từng khối óc. Vì vậy kiến thức nè, tình cảm nè, mạng sống nè, tất cả chúng ta có được đều do cha mẹ tác tạo. Đó là cái câu thứ nhất, là không có cái tình nào bằng tình mẹ. Cái thứ hai là không có cái bằng nào bằng cái bằng lòng. Đây là một cái triết lý sống, các con sau này lớn lên mới biết. Bằng lòng với những gì mình đang có là hạnh phúc. Thậm chí mình có người cha, người mẹ, xin lỗi, trong một cái gia đình là khó khăn, nghèo, thì mình bằng lòng với người cha, người mẹ của mình, bằng lòng với cuộc sống gia đình của mình, mà cha mẹ vun đắp lên, cũng là một cái niềm vui, hạnh phúc. Thường là có những đứa trách cha, trách mẹ, trách gia đình dữ lắm. Cho nên là không có cái bằng nào bằng cái bằng lòng. Bằng lòng với những gì mình đang có, đó là hạnh phúc. Mà chúng ta thì lại có cái bệnh là thích dòm ngó những cái nó khó thuộc về mình. Chẳng hạn như mình sinh ra trong một cái gia đình cha mẹ mình có lam lũ đi nữa, nhưng mà mình bằng lòng với cái tình của cha mẹ đối với mình như vậy thì là, đó là điều hạnh phúc. Điều này các con phải biết. Có một lần chúng tôi xem trên TikTok có cái đứa bé đó, nó đòi cha mẹ mua cái điện thoại 30 triệu. Có biết không? Thấy đau lòng lắm. Nói là cho bằng chị, bằng em, bằng với bạn bè, mà cha mẹ thì nói bán hết cái đàn heo này cũng mua chưa được cái điện thoại cho ta. Rồi cái dùng dằn nó đòi bỏ nhà ra đi. Thì như vậy thì cái đứa bé này nó không bằng lòng. Người mẹ giải thích rằng là con ơi, nhà mình khác, nhà người ta khác. Cái đứa bạn đó là con một người nhà giàu, còn mình là con nhà nghèo, thì nên bằng lòng với những gì gia đình mình có. Đó là cái hạnh phúc mà nó không thấy. Cho nên không có cái bằng nào bằng cái bằng lòng, và không có cái biết nào bằng cái biết đủ. Đây là một cái nghệ thuật sống, sau này các con lớn lên sẽ thấy được cái giá trị đó. Biết đủ là đủ nghe, mà không biết đủ cho dù là tỷ phú cũng thấy thiếu. Biết đủ mới giàu. Mình giàu với những gì mình đang có trong cuộc sống này. Và không có cái vui nào bằng vui pháp. Vui mà vui pháp mới là vui. Vui mà không pháp chôn vùi thế nhân. Hè này mà các con không về chùa tham dự gọi là hội trại, tham dự những khóa tu như là hạt giống trí tuệ. Pháp ở đây là trí tuệ đó. Cái người mà bất hiếu với cha mẹ là đứa đó không có trí tuệ. Hôm nay các con đến đây nghe bài giảng này để về mình thay đổi cái nhìn với cái tâm là quý kính cha mẹ, thương yêu cha mẹ, là đứa con có trí tuệ. Vì đạo Phật là đạo trí tuệ mà. Đức Phật là một cái tấm gương hạnh hiếu cao quý nhất. Mà mình đi theo pháp của Đức Phật, tức là mình đang ươm mầm cái hạt giống trí tuệ. Mình không thể là người không có trí tuệ được. Bất hiếu với cha mẹ là cái đứa đó là quá ngu. Bởi vì sao? Bởi vì có hiếu với cha mẹ, ngoài cái vấn đề mình được phước ra, mình còn được cái trả ơn cha mẹ. Hoặc là mình được trả ơn cho cha mẹ, nhưng mà mình còn được thêm cái phước đức nữa. Ơn cha, ơn mẹ trả hoài không hết con ơi. Mẹ là Bồ Tát tại gia đó. Cha là Đức Phật mà ta tôn thờ. Ơn cha nghĩa mẹ vô bờ, làm con báo hiếu từng giờ từng giây. Không phải đợi đến tháng 7 Du Lan mới biết ơn cha mẹ nghe, mà từng giờ, từng giây, từng phút, từng ngày đều biết ơn cha mẹ. Trong kinh Đức Phật có ví dụ như thế này là các con mới thấy nó mới ghê công ơn của cha mẹ. Đức Phật ví dụ rằng là cho dù một bên vai cổng cha, một bên vai cổng mẹ, đi suốt cả cuộc đời này, lo cho cha mẹ những món ăn ngon, vật lạ, các thứ, món ăn ngon nhất trên cuộc đời này, cho dù cha mẹ có đại tiện, tiểu tiện lên người của chúng ta đi nữa, chúng ta cũng chưa có trả hết công ơn của cha mẹ. Vì sao các con biết không?
Bây giờ chúng tôi làm một cái hình ảnh, thầy làm cái hình ảnh các con đã thấy được là mình lúc nào cũng nợ cha mẹ. Bây giờ khi mình sanh ra đó nè, nói mà 9 tháng cu mang thôi là mình có mang mẹ bằng 9 tháng không? Không có. Cha mẹ mang mình trong bụng 9 tháng á, cu mang. Rồi sanh mình ra là 3 năm nhũ bộ, là 3 năm bú mớm cho mình. Rồi trong 3 năm đó, thưa với các con rằng là các con có đại tiện, tiểu tiện lên người của cha mẹ đi nữa, cha mẹ vẫn vui, vui lòng. Còn mình có cổng cha, cổng mẹ, mình cổng được bao lâu? Cổng được bao lâu? Rồi chưa nói cha mẹ bắt đầu nuôi cho mình, khôn lớn chăm lo cho mình, đi học. Rồi khi mà mình bắt đầu trưởng thành, học hết lớp 12 ra trường, lúc đó các con cũng 18, 20 rồi. Là mình đã mượn cha mẹ 20 năm, lẫn vật chất và tinh thần. Khi cha mẹ về già mà để mình báo hiếu đó, thì không có bao nhiêu năm đâu. Khi mà cha mẹ để cho các con bế bồng, dọn vệ sinh, thì lúc đó xin lỗi các con, cha mẹ cũng gần đất xa trời dữ lắm rồi. Không còn bao lâu nữa. Dữ lắm mình phụng dưỡng cha mẹ chỉ 1 năm hoặc 2 năm là cha mẹ quy tiên theo ông bà rồi. Thì mình mượn cha mẹ 20 năm mà trả có 1 năm 2 năm thì còn nợ không? Còn nợ không? Đó là mình học rồi, mình làm toán đi. Mượn người ta 20 năm mà trả nhiều khi có 1 năm mà hoặc 2 năm mà cha mẹ theo ông bà rồi, còn đâu mà để mà trả. Cho nên hãy thương cha mẹ từ ngay phút này. Có những người lạ lắm quý vị, cũng thương cha mẹ nhưng mà đợi cha mẹ quá ra người thiên cổ rồi lúc đó mới biết thương cha mẹ. Khi cha mẹ không còn nữa trên cuộc đời này, lúc đó mới biết thương cha mẹ. Thì chúng tôi nói rằng là thầy nói rằng là thương như vậy cũng bằng 10 không thương. Cha mẹ lúc đó còn biết gì đâu nữa mà mình thương. Mà mình lại có cái tật, cha mẹ còn sống vậy đó không biết chăm lo. Nhưng mà khi cha mẹ qua đời rồi mà khóc bù la bù lung bù lông. Đó là mẹ còn, con còn tất cả, mẹ đi rồi tất cả cũng cùng đi, lúc đó mới biết khóc. Cho nên hãy thương cha mẹ ngay từ bây giờ. Công ơn cha mẹ mình trả hoài không hết là vì sao? Vì mỗi một kiếp như vậy mình cứ nợ cha mẹ 18 năm đi. Mượn 20 năm mà trả có 2 năm thì còn nợ nhiêu? 18 năm. Mà mỗi kiếp 18 năm, mỗi kiếp 18 năm. Không phải kiếp này cha mẹ làm cha mẹ của mình đâu, mà đã là cha mẹ của mình nhiều đời nhiều kiếp rồi. Như vậy thì mình có cổng cha mẹ 100 năm đi nữa cũng trả không hết. Đó là mình nói theo khoa học, nói theo chứng minh có cụ thể đàng hoàng, có cộng trừ nhân chia đàng hoàng, chứ không có nói theo cái dạng mà mơ hồ, trừu tượng. Đúng không nè? Đó, thầy vừa làm cái bài toán các con thấy là mình mượn cha mẹ tối thiểu đó nha, là 20 năm. Có nhiều người 20 năm là cũng chưa tự lập được nữa, còn tiếp tục mượn cha mẹ nữa. Đến 30 tuổi mới tam thập nhi lập, lúc đó có nhiều người là 30 tuổi mới. Nhưng mà riêng cái tình mẹ thì cho dù con bao nhiêu tuổi vẫn là con của mẹ. Cho dù mình 30 tuổi, cha mẹ vẫn còn coi nhỏ mà. Đưa cho con từng trái bắp củ khoai, ngày đó ta về mẹ còn vuốt tóc, người biết không ta khóc tự trong lòng. Cho nên dù con cản được sống còn nhưng không ngăn được tình thương mẹ dành. Dù con đến tận trời xanh nhưng không đến được tâm hành mẹ đi. Dù con bất hiếu một khi nhưng tình mẹ vẫn hầm thì bên con. Dù cho con đã lớn khôn nhưng tình mẹ vẫn vuông tròn trước sau. Hai câu này các con mà suy nghĩ rất là hay. Cho dù mình lớn như thế nào thì cái tình cha mẹ trước sau như một. Hồi nhỏ cha mẹ thương mình như thế nào, mình lớn khôn rồi cha mẹ vẫn thương y chang như vậy. Đây là một cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Các con cần phải lưu ý. Những cái tình thương khác các con biết không, nó theo thời gian mà nó phai mòn đi. Thầy ví dụ giống như tình yêu nam nữ đi. Có cái anh đó, anh thương cái cô này, anh yêu cái cô này. Khi mà anh yêu anh thương rồi thì anh thích lắm, anh thương dữ lắm. Thì khi anh đạp một chiếc xe đạp, anh chở cái cô người yêu này trên một cái đoạn dốc, thì cô người yêu này hỏi rằng là anh có mệt không. Anh mới quay qua trả lời sao biết không,
đoạn dốc này nhằm nhò gì, anh có thể chở em đi suốt cuộc đời cũng không mệt nữa. Ghê gớm vậy đó. Nhưng mà rồi lấy nhau về 1 năm, 2 năm, 3 năm cũng cái đoạn dốc đó. Lúc này là người chồng chở người vợ nghe. Rồi người vợ cũng quan tâm hỏi rằng là chồng có mệt không. Ông chồng quen ông trả lời sao biết không? Bộ trâu bò hay sao mệt. Cái con thấy nó mới có 3 năm thôi mà nó đã muốn méo méo rồi, nó không có tròn rồi. Cho nên đó là dù cho con đã lớn khôn nhưng tình mẹ vẫn vuông tròn trước sau. Các con không biết chứ chính thầy đã thấy một cái người mẹ 80 tuổi mà vẫn thương đứa con 60 tuổi luôn. Có, cầm một cái gia đình đó, cái người mẹ lúc bấy giờ là 80 tuổi rồi, nhưng mà có cái đứa con gái á, là 60 tuổi mà người mẹ vẫn thương y chang như cái thời mà còn nhỏ vậy. Cho nên dù cho con đã lớn khôn nhưng tình mẹ vẫn vuông tròn trước sau. Ôi tình mẹ tợ trăng sao, như hoa hồng thắm một màu thủy chung. Các con hiểu cái chữ hoa hồng thắm một màu thủy chung không? Mỗi lần mà thầy đi ở ngoài đường mà thấy đám cưới mà chú rể tặng hoa hồng cho cô dâu đó nghe, rồi hứa yêu nhau đến chết đó nghe, mà chưa chết đã hết yêu đó nghe, thủy chung đó nghe. Thủy chung là gì hiểu không? Thủy là bắt đầu, là khởi thủy. Chung là gì? Kết thúc. Giỏi. Chỉ có tình mẹ mới có bắt đầu và kết thúc, còn tất cả các tình khác có bắt đầu mà nó không có kết thúc. Giữa đường gãy gánh nhiều lắm, kể cả tình bạn. Cho rằng tình yêu, dù là cái thứ tình gì đi nữa, nhiều khi có bắt đầu mà không có kết thúc. Nhưng mà riêng tình của cha mẹ thì sao? Có thủy, có chung. Cho nên nói thiệt lòng luôn, mỗi lần thầy thấy mà đám cưới mà tặng hoa hồng cho cô dâu đó nghe, thầy không có thích. Mà thầy thích nhất là mỗi lần tháng 7 Du Lan về mà các con được cài trên ngực một cái hoa hồng đó đó, để tượng trưng cho là còn cha còn mẹ trên cuộc đời này là còn hưởng được cái tình của cha mẹ đó, nó thiêng liêng và có thủy có chung, thì xứng đáng hơn là cái hoa hồng tặng cho cái lễ cưới. Hiểu ý thầy nói không? Đó, tức là như hoa hồng thắm một màu thủy chung, tình của mẹ lớn khôn cùng, bao dung vạn loại, dung thông đất trời. Hiểu cái từ mà bao dung vạn loại không? Là loài nào cái người mẹ cũng thương con hết, kể cả loài thú nghe, kể cả loài thú. Cái con vật nào cũng vậy, kể cả hổ dữ cũng không nỡ ăn thịt con. Không biết các con có thấy một cái clip trên mạng xã hội đó, có một con chuột mẹ nó chạy theo, nó cắn con rắn để nó cứu con chuột con, mà con chuột con đã được ngậm trong cái miệng con rắn rồi. Mà con chuột mẹ nó chạy theo, nó cắn vô cái mình con rắn, làm con rắn đau phải nhả con chuột con ra, rồi hai mẹ con nó mới thoát chết. Cái clip đó rất là hay. Thường thì con chuột nó gặp con rắn nó bò còn không nổi nữa, cái con chuột nó sợ con rắn dữ lắm, nó mà thấy con rắn rồi là nó đứng im ru luôn, nó không dám nhúc nhích nữa. Đừng nói chi con chuột cỡ mình đây mà thấy con rắn mình cũng hết hồn hết vía luôn. Cái con sợ con rắn không? Đó, mình còn sợ được cái con chuột. Mình bự vậy nè mà còn sợ con rắn. Mà con chuột thì nó gặp con rắn nó còn sợ dữ nữa. Nhưng mà cái con chuột mẹ này nó không sợ. Nếu mà ai chưa xem cái clip này á, thì về mà xem, mới thấy được cái sự can đảm. Người mẹ thà liều chết để cứu và bảo vệ con, cho dù có nguy hiểm gian nan cỡ nào cũng không sợ, không sợ nguy hiểm, mà lao vào cắn cho mình con rắn. Mà con rắn nó lại nhả con chuột con ra. Mà mai làm sao con rắn đó, nhìn nó không có độc hay sao đó, là con chuột con và con chuột mẹ chạy thẳng vô trong cái bờ cỏ, bờ rừng. Cái clip nó quay tới đó luôn. Quay là hai mẹ con cùng nhau thoát chết. Nếu mà người mẹ không này thì con rắn sẽ nuốt ngay con chuột con. Cho dù nó có độc hay không có độc, nó vẫn nuốt được con chuột con. Cho nên tình của mẹ lớn khôn cùng, bao dung vạn loại, dung thông đất trời. Ôi tình mẹ đẹp tuyệt vời, làm con hiếu thảo trọn đời khắc ghi. Đến đây thì chúng thầy xin tặng các con bài hát tình mẹ.
Nghe xong bài hát này rồi, thầy cũng muốn các con cũng có trải cái lòng ra, hiểu được cái sự thương yêu, chăm lo, săn sóc của cha mẹ, với mục đích là mình biết ơn và biết tìm cách trả ơn. Chút xíu nữa phần thứ hai thầy sẽ nói đến cái lợi ích của cái việc mà biết ơn cha mẹ và tìm cách trả ơn cha mẹ. Chúng ta có nhiều cái lợi ích lắm. Nghe xong bài hát rồi thầy sẽ giảng đến cái lợi ích của cái người con hiếu thảo. Bài hát Tình Mẹ xin được phép bắt đầu, cho một tràng vỗ tay. Cuộc đời mẹ dành cho con, hy sinh tuổi xuân chẳng tiếc, quanh năm mồ hôi ướt áo nuôi con. Mẹ giờ không đẹp như xưa, lưng cong mặt đen dần mờ, nuôi con chẳng bao giờ mơ trả ơn. Đời mẹ quá nhiều chua cay, hôm nay lớn con mới biết, nuôi con mẹ đâu có tiếc chi đâu. Một mẹ nuôi được bao con, chăm lo đến khi trưởng thành, mong con giống như người ta mẹ vui. Con sẽ khắc công ơn vào tim, sẽ cố gắng không để mẹ buồn, dù con có đói làm ăn khốn khó, con cũng gắng chăm khi mẹ già, và con biết ai về già cũng khó tính. Mẹ nghèo vất vả nuôi con, miệng ngon vẫn còn thứ nhất, con hư dù sai hay đúng cũng bao dung. Tình mẹ như biển sông sâu, xin ai hãy thương mẹ nhiều, xem ta ở đâu mà ra người ơi. Hát dở mà vỗ tay lớn làm người ta mắc cỡ lắm á. Hay không? Trời ơi, vậy đó hả? Hàng thấy vỗ tay lớn, tưởng tao hát dở mà vỗ tay lớn làm tao mắc cỡ. Trong bài hát này chúng tôi thích nhất là hai câu. Câu thứ nhất là mẹ nghèo vất vả nuôi con. Cho dù người mẹ nghèo cỡ nào, cũng chịu thương, chịu khó, vất vả để nuôi con mình. Cho nên á, cái người Việt Nam của chúng ta may mắn lắm, mới có được cái hình ảnh của người mẹ héo gầy cực khổ. Mẹ già một nắng hai sương, héo gầy cực khổ vẫn thương con khờ. Thức khuya dậy sớm, chăm lo bát gạo, đồng tiền nuôi con. Cho nên á, mình thật sự rất may mắn được sanh làm người Việt Nam, mới có được những cái người mẹ mà hình hài, gầy gò, ốm o, chịu thương, chịu khó, chịu cực, chịu khổ để đi chăm lo bát gạo đồng tiền nuôi đứa con của mình. Cho nên văn thơ Việt Nam có một câu mà chúng tôi thấy rất tâm đắc là gì? Tóc mẹ bạc như tiết phơi đầu núi, dáng mẹ gầy như vẻ hạt trăm năm. Tụi con hiểu cái sự gầy gò của con hạt mà trăm năm không? Con hạt là nó gầy không? Nó gầy rồi. Con hạt là đã gầy rồi, gầy như hạt đó,
con hạt nó ốm dữ lắm. Rồi mà con hạt trăm năm rồi, các con biết nó gầy cỡ nào. Tại sao mà thầy nói là mình may mắn là mình sanh làm người Việt Nam thì mình mới thừa hưởng được cái hình ảnh gầy guộc, ốm o, gầy mò của người mẹ sớm hôm cực khổ tần tảo để mà chăm lo bát gạo đồng tiền và nuôi người con của mình. Nếu không may mình sanh ra người nước ngoài đi, người Âu đi, người Mỹ đi, xin lỗi các con với mấy bà mẹ bển, bà nào nấy ú nù à. Phải bển sao? Bơ sữa nhiều, cuộc sống người ta khá giả nhiều, thì người mẹ nào cũng mập hết á, cũng là tròn trịa hết. Chỉ có người mẹ Việt Nam của chúng ta thì mới có được cái hình ảnh mà thiệt là gầy gò ốm o. Các con thấy cái hình ảnh người mẹ già chưa? Thấy chưa nè? Rồi có thấy được cái hình ảnh người mẹ cực khổ buông gánh bán bưng thức khuya dậy sớm không? Đó, nuôi con buông tảo bán tần mà. Chỉ mong con lớn nên thân với người. Mỗi khi trái gió trở trời, con đau là mẹ đứng ngồi không yên. Nhọc nhằn vất vả truyền miên, chăm lo bát gạo đồng tiền nuôi con. Chỉ có người mẹ Việt Nam, cho nên mình phải xem làm rất là may mắn. Được sinh ra người Việt Nam thì mới có được những cái hình ảnh người mẹ như vậy. Người mẹ nào thì cũng thương con hết, đúng không nè? Cho dù người Tây hay người Á đều thương con hết, cái loài nào, muôn loài mà đều thương con hết. Nhưng mà cái người mẹ Việt Nam thì gây cho chúng ta một cái hình ảnh đầy cảm xúc, để chúng ta dễ dàng thương yêu mẹ hơn. Ở đây kính thưa với các con rằng là người ta có nói những cái câu như thế này: nếu con muốn nói con yêu mẹ, hãy nói khi mẹ vẫn còn đây, còn biết những dòng, còn biết được những dòng cảm xúc ngọt ngào êm dịu với nồng say. Hãy yêu khi mẹ vẫn còn biết, đừng chờ đến lúc mẹ ra đi. Ghi lời yêu quý lên bia đá, đá vô tri nào có nghĩa gì. Hãy nói đi điều con muốn nói, đừng chờ đến lúc mẹ ngủ say. Giấc ngủ dài chẳng bao giờ dậy, ngàn năm ngăn cách chẳng ngày mai. Đó là chia ly và tử biệt, chỉ còn nước mắt và tiếng con. Nếu yêu mẹ chỉ là một chút, hãy nói đi khi mẹ vẫn còn. Tối nay về gặp mẹ, nói liền một câu: kính dâng vạn đóa hoa hồng, bao la tình mẹ ấm nồng tình cha. Mẹ ơi, mẹ là cả một trời thương. Mẹ ơi, mẹ là cả một thiên đường trần gian. Cha ơi, cha là bóng cả ngã cha con, là cả tình thương chẳng xói mòn, là cả một đời mênh mông quá, nặng nghĩa tình cha tựa núi non. Vì vậy có những cái chữ đừng mà hôm nay thầy xin chia sẻ ra để các con hiểu được có những cái mình không nên làm. Bởi vì sao? Không có cái tội nào lớn cho bằng cái tội bất hiếu. Trong ngũ nghịch đại tội là có cái tội này đó các con. Những cái trọng tội, những cái tội lớn nhất mà những cái nghiệp nặng nhất là bất hiếu với cha mẹ. Và cũng không có cái phước nào lớn bằng cái phước biết ơn và phụng dưỡng cha mẹ. Hồi nãy cái đặc ân thứ ba mà Đức Phật ban cho cha mẹ mà thầy vừa nói là cha mẹ là bậc đáng cúng dường. Mình vào chùa mình kính Phật trọng tăng, mình cúng dường đến các sư các thầy, thậm chí mình còn lại cha, lại các thầy nữa,
Nhưng mà nhiều khi mình về nhà mình không có làm tròn cái bổn phận đó, mà cha mẹ được sánh giống như là bậc đáng cúng dường. Hồi nãy thầy có nói rồi, những cái bậc mà đáng được cúng dường mà mang đến cái phước cao quý nhất, tối thượng nhất, đó là những cái bậc có cái ân đức cao thượng, đó là Tam Bảo. Và những cái bậc có cái ân nghĩa cao thượng đối với chúng ta, đó là cha mẹ. Cho nên phụng dưỡng cha mẹ, cúng dường cho cha mẹ, cái phước nó lớn giống như mình cúng dường cho Đức Phật vậy đó. Nó ngang tầm như vậy, xứng đáng được thì cúng dường. Mình lạ lắm. Mình vào chùa, mình lại Phật, lại sư thầy được, nhưng mà về nhà mình lại cha lại mẹ không được. Cái người dân Ấn Độ đó các con biết không, họ có một cái tục lệ rất là hay, là họ lại cha mẹ khi còn sống. Người Việt mình cái chỗ này nó hơi dở một tí, là không lại cha mẹ khi còn sống để kiếm phước, mà đợi cho cha mẹ qua đời, lúc đó chúng ta mới lại lìa. Mà lúc đó thì cha mẹ có biết đâu. Có nhiều người nói mình lại cha mẹ khi còn sống giống mình trù cho cha mẹ chết sớm. Điều này không phải. Vì cụ thể là các con vào chùa lại Phật, lại Pháp, lại Tăng, không lẽ mình trù cho sư thầy các vị Tăng chết sớm hả? Không phải, mình lại đi. Mình lại là với cái lòng cung kính để mình kiếm cái phước. Mà lại cha mẹ là có phước nha. Cho nên trong kinh Tiểu Bộ á, Đức Phật dạy là lại cha mẹ bậc thầy trước nhất, là tiên nhân bác ái ở trong nhà, là thiên nhân hỷ xả thiết tha, là bậc đáng cúng dường cao cả. Mà người Việt mình cũng có cái hay là mình không lại cha mẹ khi cha mẹ còn sống. Cái người Ấn Độ thì họ trước khi đi ra ngoài á, họ lại cha mẹ nghe. Họ lại xong họ đi công việc xong, cái khi họ về đó, họ lại tiếp tục lại cha mẹ. Vì họ quan niệm rằng là khi ra khỏi nhà đó, người nào mà lại cha lại mẹ có cái ân nghĩa cao thượng, có cái phước đức lớn như vậy đó, thì mình đi ra ngoài đường mình tránh được những cái sự rủi ro, những cái tai họa thình lình bất ngờ đến với mình. Cho nên họ tự tin rằng khi họ lại cha mẹ xong, họ đi ra đường họ tự tin lắm. Giống như mình mà trước khi đi ra khỏi nhà mình cũng lại Phật vậy đó. Mình nghĩ là Phật sẽ ban cho mình được sự bình an, nhưng mà thật sự cái sự cung kính Đức Phật đó nó mang đến cho mình cái sự bình an. Với người dân Ấn Độ họ trước khi đâu họ lại cha mẹ rồi họ mới đi. Rồi đi đâu về họ cũng lại cha mẹ rồi họ mới vô nhà. Thì người Việt mình thì không có cái tục lệ lại cha mẹ khi còn sống, nhưng mà người Việt mình cũng có một cái tục lệ rất hay là đi thưa về trình. Hiểu cái này không? Đi đâu ra khỏi nhà cũng nên thưa cha mẹ một tiếng. Đừng có cái dạng mà cha mẹ ngồi đó không một tiếng hỏi han, mà vào đến cơ quan cúi đầu chào thủ trưởng. Cái này có không? Có, nhiều khi cha mẹ ngồi đóng đó mình đi làm mình không hỏi cha mẹ một tiếng, hỏi han cha mẹ một tiếng. Mà vào cơ quan thì chào thủ trưởng. Cái này là một cái nghịch lý nhân sinh mà chúng ta không nên có. Tại vì cha mẹ quá hiền và thương mình cho nên mình ỷ lại. Còn mà vào cơ quan mà không chào sếp đi biết, không chào thủ trưởng đi biết, đến trường mà không thưa thầy cô đi biết, bị phạt ngay. Đúng không nha? Cho nên mình ở nhà là mình phải thưa cha thưa mẹ mình đi. Thật sự cái thưa cha thưa mẹ mình đi mình nghĩ đơn giản, nhưng mà nó mang đến một cái điều cho cha mẹ an tâm vô cùng. Mình làm cho cha mẹ bất an là mình cũng tạo nghiệp đó. Thí dụ mình đi đâu mình không thưa, không trình, không báo, cha mẹ lo không? Lo không? Lo. Thay vì mình báo đi, thưa mẹ con đi học, thì cha mẹ biết cái giờ đi học của mình, đi học mấy giờ, về mấy giờ. Thậm chí xin mẹ, cha mẹ cho con qua nhà bạn con chơi, chiều con về. Thà mình nói một tiếng như vậy, cha mẹ đỡ lo. Đằng này quay lại thấy mất tiêu mình, không biết mình đi đâu và cũng không biết mình khi nào về. Thì cha mẹ bắt đầu phập phồng rồi. Bây giờ ra đường á, tai họa thình lình bất ngờ đến dữ lắm. Rồi không biết giao du với ai, gặp bạn xấu là còn mệt nữa. Cho nên một tiếng thưa, một tiếng trình cho cha mẹ biết, thì chúng ta cũng đã là cái người trả ơn cho cha mẹ. Mình không làm cho cha mẹ lo lắng, buồn rầu,
mà mình làm cho cha mẹ lo lắng buồn rầu bao nhiêu thì mình mang nghiệp nặng bấy nhiêu, mình có tội bấy nhiêu. Mình làm cho cha mẹ an tâm vui vẻ hoan hỷ bấy nhiêu thì mình có phước bấy nhiêu. Cho nên mặc dù mình không có cái hình thức lại cha mẹ khi ra khỏi nhà, nhưng mà cái tục lệ đi thưa về trình chúng ta phải làm. Cho dù mình lớn cỡ nào, sau này mà còn ở chung với cha mẹ thì làm ơn làm phước đi đâu 2-3 ngày báo giùm. Hiểu chưa? Tức là báo cha mẹ biết là con đi đến đó, con làm việc đó, mấy ngày con về. Đến chi vậy? Cha mẹ quá lo. Bổn phận làm con là phải thương kính cha mẹ. Người xưa người ta dạy hay lắm. Ngoài cái vấn đề biết ơn cha mẹ ra, còn phải biết tìm cách trả ơn nữa mới được. Chứ miệng nói suông là con thương cha mẹ lắm, con kính cha mẹ lắm, con biết ơn cha mẹ lắm, mà không có tìm cách trả ơn thì cũng như không. Hiểu chưa nè? Ngày xưa người xưa ta dạy sao nè? Muốn cho gần mẹ gần cha, khi vào thúng thóc, khi ra quan tiền. Hiểu câu này không? Ngày xưa người ta là muốn được gần mẹ gần cha, người ta cũng phải đi vô cái gì đó, rồi đi ra cũng phải cho mẹ cái gì đó để thể hiện cái tấm lòng. Ai về tôi gửi buồn cao, buồn trước kính mẹ, buồn sau kính thầy. Ai về tôi gửi đôi giày phòng khi mưa nắng để thầy mẹ đi. Ngày xưa là vậy đó. Nó dạy mình để mà trả hiếu cha mẹ. Ngày xưa người ta dạy là chim đa đa đậu nhánh đa đa, chồng gần không lấy lấy chồng xa. Lỡ mai cha yếu mẹ già, bát cơm đôi đũa chén trà ai dâng. Còn mình bây giờ là chim đa đa đậu nhánh đa đa, chồng gần không lấy đi lấy USA. Biết ở đâu không mà cười. Đi đâu vậy? Lỡ mai cha yếu mẹ già mà có cái trà ai dâng đây. Mẹ già ở tấp liều tranh đó, sớm thăm tối giếng mới đành dạ con. Cái người con ngày xưa là vậy đó. Cha mẹ tại đường thì bất ly diễn xứ. Người ta nói là khi cha mẹ còn sống đó, cha mẹ tại đường là còn sống ở nhà đó, bất ly diễn xứ, không nên đi đâu xa hết. Lỡ cha mẹ có cái chuyện gì mình về cho lẹ. Hiểu chưa? Lấy chồng người ta cũng không dám lấy chồng xa nữa. Tức là ở đây người ta nói cái hình ảnh, người ta mượn cái hình ảnh là mình thương cha thương mẹ là mình muốn gần bên cha mẹ. Cha mẹ tuổi già trăm tuổi, không biết ra đi lúc nào. Mẹ già như chú chín cây mà, gió lai mẹ rụng mà, cho nên mình không biết mẹ rụng lúc nào. Cho nên cái người con ngày xưa người ta quan niệm rằng là cho dù lấy chồng đi nữa người ta cũng lấy chồng xa. Rồi cha mẹ giả tấp liều tranh là sớm thăm tối giếng mới đành dạ con. Ngày xưa người ta xa quê hương nhớ mẹ hiền, mình bây giờ nhớ đi nhớ lại, nhớ tiền nhiều hơn. Nhất là con đi học ở Sài Gòn á nghe, cũng nhớ cha mẹ lắm, mà tháng này mẹ chưa gửi tiền. À, nhớ cái kiểu đó đó. Muốn mua điện thoại, muốn xe xua với bạn bè. Cho nên người ta khuyên rằng là đừng ăn chơi khi mẹ còn cực khổ, đừng đua đòi khi cha đổ mồ hôi, đừng vô tâm sống chỉ biết mình thôi, đừng mê muội mộng mơ hư ảo. Đừng xa hoa khi mẹ già tần tảo, đừng hảo quyền gây phiền não cha yêu. Đừng ra đường với cái mặt tự kiêu, đừng cao ngạo mà chê bai kẻ yếu. Đừng phung phí khi gia đình túng thiếu, đừng vì tiền mà bất hiếu song thân. Đừng cãi lời khi cha mẹ khuyên răng, đừng vội vã phân chia lối sống. Đừng quá lời khi mình máu đang nóng, đừng bỏ nhà khi cha mẹ ngóng trông. Đừng dại khờ và suy nghĩ chưa thông, đừng kiêu ngạo khi mình còn dốt nát. Người ta nói rằng là thiện ác mà không biết thì thờ cúng vô ích. Cái phong thủy vô ích, mà bất hiếu với cha mẹ thờ cúng vô ích. Cái người mà biết tri ân và báo ơn cha mẹ, chúng ta được những lợi ích như sau. Đó.
Lợi thứ nhất là mình trả bớt được cái nợ cha nợ mẹ mà mình phải mang nhiều đời nhiều kiếp, không phải trong kiếp này. Mình nợ ai mình phải trả, theo luật nhân quả mà phải trả. Kiếp này không trả thì kiếp sau cũng phải trả. Cho nên mình nợ cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp dữ lắm. Cho nên kiếp này mình nhận thức được thì tranh thủ mà trả. Cho nên phụng dưỡng cha mẹ là chúng ta trả được cái công ơn cha mẹ. Trong kinh Đức Phật Ngài dạy, khi chúng ta có tiền của tài sản, dạy chúng ta có bốn cách chi dụng. Nghe cho kỹ, bốn cách chi dụng. Cách thứ nhất là trả nợ cũ. Hiểu cái từ trả nợ cũ không? Là phụng dưỡng cha mẹ. Cách thứ hai là gì? Tạo nợ mới. Hiểu chưa tạo nợ mới không? Là nuôi dưỡng con cái. Cách thứ ba là gì? Bước thứ ba là gì? Đổ hố sâu. Là lo cho bản thân mình. Là ăn đó, đổ hố sâu, đổ vô cái miệng này nè. Hố này đổ hoài không hết đó. Không đầy à. Và cách thứ tư là gì? Chôn của để dành. Thì lúc đó chúng ta mới làm phước, từ thiện, giúp đời. Như vậy thì không phải mình có tiền mà mình nhào ra mình lo từ thiện giúp đời đâu nghe. Dỗ cha xem nhẹ mà nuôi mẹ thì không nghe. Mà cả vợ lẫn chồng đi làm từ thiện thì điều này tiêu. Chắc chắn là tiêu. Cái điều thứ nhất mà chúng ta có tài sản mà chi dụng là chúng ta nghĩ ngay đến cái gì? Đúng rồi, giỏi. Phật dạy đó là phải lo trả nợ cũ. Vì mình trả được nợ cũ mà đằng này mình còn gieo thêm được phước báo nữa. Gọi là một việc mà nó được hai lợi ích. Lợi thứ nhất là mình trả được nợ cho cha mẹ. Lợi thứ hai là gì? Mình được cái phước báo. Ai mà có hiếu với cha mẹ có phước dữ lắm. Ai bất hiếu với cha mẹ là thiếu phước dữ lắm. Sau này mà mình ra đời mình không có làm gì thành công hết. Mà đứa con nào có hiếu với cha mẹ là ra đời sẽ làm thành công. Ngày xưa các con biết không, cái chữ hiếu đứng đầu. Cái đạo đức, cái giá trị đạo đức hiếu hạnh đứng đầu. Ngày xưa mà dựng vợ gả chồng đó nha, người ta coi cái người đó có hiếu với cha mẹ hay không. Đặc biệt là có con gái, coi cái thằng con trai đó, người rể đó, nó có hiếu với cha mẹ nó không. Nó mà không có hiếu là muôn đời người ta cũng không gả. Hoặc là người con trai muốn cưới vợ là phải coi cái người con gái này có hiếu với cha mẹ hay không, thì người ta mới gả. Còn bây giờ không coi cái đó nữa. Cái giá trị đạo đức hiếu hạnh nó xuống dữ lắm rồi. Bây giờ xem người đó có giàu hay không phải trả. Cái điều này không phải. Cho nên trong kinh Đức Phật Ngài dạy trả hiếu với cha mẹ, ngoài cái sự phụng dưỡng tôn thờ cho cha mẹ đầy đủ, chúng ta còn phải hướng dẫn cho cha mẹ vào với Phật Pháp nữa các con. Cái điều này rất là quan trọng. Ví dụ như người con nào mà cha mẹ mình chưa biết đi chùa, mình cố gắng mình hướng dẫn làm sao cho cha mẹ đến đi chùa. Đó là bổn phận làm con đó. Cha mẹ chưa biết quy y, mình cố gắng thuyết phục làm sao cho cha mẹ biết quy y. Cha mẹ chưa biết làm phước, mình phải cố gắng làm sao hướng dẫn cho cha mẹ biết tạo phước. Vì sao các con biết không? Vì mình có nuôi cha mẹ đầy đủ những món ăn ngon vật lạ trên cuộc đời này đi nữa, cho đến già đến khi cha mẹ mất đi nữa, thì cũng chỉ là một kiếp thôi. Nhưng mà các con hướng dẫn cha mẹ biết quy y, biết đi chùa, biết làm phước, thì cha mẹ sẽ mang cái công đức này nè, cái phước báo này nè, cái hành trang này nè, đi theo cha mẹ qua nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên đối với cha mẹ thì chúng ta nhớ rằng một câu là sống thì phụng dưỡng tôn thờ, chết thì sao? Tưởng niệm vọng bái. Đó mới là đạo hiếu của người làm con. Thôi thì hôm nay Chánh Định rất là vui được Thượng Tọa Trưởng Ban Trị Sự cùng chư Tôn Đức trong ban tổ chức hội trại tạo điều kiện cho Chánh Định được về đây gieo duyên, chia sẻ Phật Pháp với các con trong buổi tối hôm nay. Trong buổi tối hôm nay các con có nghe thấm thế được điều gì không nè? Nhớ giùm thầy cái câu là gì? Trên thế gian này không có cái tình nào bằng tình mẹ. Hai, ba, lặp lại. Trên thế gian này không có cái tình nào bằng tình mẹ.
Cảm ơn các con rất nhiều. Hôm nay mình nghe được câu đó thôi. Trước khi dứt lời, thầy xin tri ân trên thượng tọa trưởng ban tổ chức, trưởng ban trị sự cùng chư tôn đức trong ban tổ chức, và đặc biệt là cảm ơn các em rất là nhiều. Các em đã có một cái đối tác ngồi yên lặng lắng nghe và chăm chú giúp cho thầy hoàn thành được cái công việc hôm nay lên đây để chia sẻ Phật pháp với các con. Thầy cảm ơn các con rất là nhiều nè. Chúc các con sức khỏe, bình an, thân tâm luôn an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư là ngọn đuốc soi đường, là nơi bến giác, con nương. Kính thượng tọa giảng sư của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban Phật giáo quốc tế Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tỉnh Đồng Nai, Ngài đã không quản đường xa xôi, trời mưa gió, đã quang lâm về đây để truyền trao một bài pháp nhũ cho 500 tài sinh chúng con được nghe những lời pháp nhũ ấy, tâm rộng, tâm mở, hiếu đạo để quay về với cha mẹ, với nguồn sinh thành dưỡng dục của ông bà cha mẹ là cội nguồn của chúng ta. Hôm nay con là tỳ kheo Thích Lệ Hòa, trưởng ban tổ chức, thay lời cho toàn thể chư tôn thiền đức tăng và 500 đại sinh tri ân thầy, nguyện chúc thầy được pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, mãi mãi là bóng cây đại thọ, che mát và truyền trao những chánh pháp nhiệm màu đến toàn thể chúng sinh nói chung và đạo tràng hội trại chúng con nói riêng. Ngưỡng mong mười phương chư Phật từ bi gia hộ cho Ngài được sức khỏe dồi dào, vạn sự được như ý nguyện của mình. A Di Đà Phật.